chào tất cả anh chị. Sau khi anh chị nhập liệu chứng từ xong, chắc chắn anh chị cần xem các báo cáo trên phần mềm AMIS kế toán. Để hiểu rõ thêm về một báo cáo, em xin giới thiệu tổng quan về hệ thống các báo cáo mà MISA đang có nhé. Anh chị vào báo cáo. Tại đây thể hiện các báo cáo theo từng phân hệ. Trên đây, anh chị có thể tìm theo tên báo cáo tại ô tìm kiếm. Anh chị nhập tên báo cáo cần tìm. Hệ thống sẽ giúp anh chị tra ra các báo cáo liên quan cần xem. Mục yêu thích. Đây là nơi chứa các báo cáo yêu thích của anh chị được đánh dấu sao. Anh chị thường xuyên dùng báo cáo nào thì tích vào dấu ngôi sao cạnh tên báo cáo. Hệ thống sẽ tổng hợp danh sách báo cáo yêu thích vào đây để anh chị xem nhanh mà không cần phải tìm kiếm. Trên danh sách báo cáo, anh chị có thể xem từ báo cáo tổng hợp đến chi tiết số liệu theo từng phân hệ mà mình đã nhập liệu. Như cuối năm, anh chị đã lập báo cáo tài chính thì có thể xem các báo cáo trên này như bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, vân vân. Đặc biệt là báo cáo thường xem nhất là bảng cân đối tài khoản. Tại đây, anh chị có thể in báo cáo hoặc xuất khẩu ra Excel. Nếu anh chị muốn xem báo cáo chi tiết các tài khoản bên trong thì có thể bấm vào số tài khoản màu xanh để mở lên sổ chi tiết tài khoản nhé. Bây giờ, MISA sẽ đi qua báo cáo từng phân hệ, xem những báo cáo nào thường dùng nhé. Với mục báo cáo tiền mặt, mình có sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Trên đây có các chứng từ thu chi tiền liên quan đến tiền mặt sẽ hiển thị trên báo cáo này. Anh chị có thể mở trực tiếp chứng từ lên xem bằng cách bấm vào các chứng từ màu xanh. Anh chị có thể bấm in báo cáo, thiết lập tùy chỉnh in. Anh chị thiết lập tùy chọn in và chọn khổ giấy để hệ thống cập nhật lên mẫu khớp với khổ giấy trên máy in tại đơn vị nhé. Tùy chỉnh xong, anh chị bấm đồng ý để in nhé. Với mục báo cáo tiền gửi, sẽ có hai nhóm báo cáo, đó là báo cáo tiền gửi và báo cáo khế ước vay. Anh chị chọn nhóm báo cáo tiền gửi. Ở đây sẽ có hai báo cáo mà đơn vị thường dùng là số tiền gửi ngân hàng và bảng kê số dư ngân hàng. Mục báo cáo mua hàng. Anh chị xem được nhiều nhóm báo cáo, mỗi nhóm báo cáo được tổng hợp các báo cáo liên quan. Ở đây, anh chị có thể xem và quản lý được số lượng hàng mua về là bao nhiêu trên tổng hợp mua hàng và chi tiết mua hàng. Với nhóm báo cáo công nợ nhà cung cấp, xem được tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp, chi tiết công nợ theo mặt hàng, theo hóa đơn hoặc theo tuổi nợ. Tương tự, báo cáo bán hàng cũng được phân ra các nhóm báo cáo. Báo cáo bán hàng theo mặt hàng khách hàng, anh chị có thể xem và quản trị được tổng hợp doanh số bán, thống kê doanh số theo mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, địa phương. Anh chị chọn mở báo cáo, chọn đúng thời gian và đối tượng cần xem báo cáo. Anh chị sẽ thấy số tổng. Nhưng muốn biết chi tiết thì có thể tích chuột vào dòng đối tượng chữ màu xanh để xem chi tiết hơn ạ. Ngoài ra, em xin bật mí trên báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng này có thêm một báo cáo khá đặc biệt có thể xem được lãi lỗ của mặt hàng. Anh chị bấm vào bánh răng, tùy chỉnh mẫu báo cáo tại giao diện báo cáo đang xem. Chọn đến bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn. Báo cáo sẽ lên theo bảng cấu trúc doanh thu, tiền vốn và lãi gộp hay lãi lỗ bán hàng. Trường hợp ở cột giá vốn có nhiều giá trị bằng 0 thì anh chị nhớ phải tính giá xuất kho thì mới có số liệu giá vốn nhé. Nếu anh chị muốn xem quản trị doanh số theo nhân viên bán hàng hay phòng ban, có thể xem nhóm báo cáo theo nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh.
Với nhóm báo cáo công nợ khách hàng, anh chị sẽ xem được từ tổng hợp đến chi tiết công nợ khách hàng có số dư là bao nhiêu, đang nợ là bao nhiêu và đã thu được bao nhiêu tiền. Ngoài ra, còn nhiều báo cáo quản trị công nợ theo tuổi nợ, mặt hàng, hóa đơn và in được thông báo công nợ để gửi cho khách hàng. Tương tự với báo cáo tổng hợp công nợ, anh chị có thể tích chuột vào đối tượng cần xem báo cáo chi tiết. Hệ thống sẽ mở báo cáo chi tiết công nợ và dễ dàng kiểm tra đối chiếu. Với các dạng báo cáo này, anh chị có thể hiển thị thêm một số cột hoặc di chuyển, sắp xếp phù hợp bằng cách bấm vào bánh răng, tùy chỉnh mẫu báo cáo. Chọn sửa mẫu hiện tại. Tại dòng hiển thị cột dữ liệu, anh chị bấm hiển thị thêm và tìm đến các cột cần hiển thị lên và tích vào ô. Ngoài ra, để chỉnh sửa tên và độ rộng cột, anh chị bấm vào sửa tên cột hiển thị và độ rộng, rồi thực hiện thiết lập tùy chỉnh theo nhu cầu. Để có thể dịch chuyển được các cột theo mong muốn, lấy lên báo cáo. Tại cột đầu tiên có ô chấm, anh chị kéo và thả để thay đổi vị trí cột theo nhu cầu nhé. Sau đó bấm cất. Báo cáo kho. Có các báo cáo thường xem nhất là tổng hợp tồn kho và sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Ở báo cáo này, để giá trị xuất kho lên số tiền thì anh chị cần phải thực hiện tính giá xuất kho như bài hướng dẫn ở phân hệ kho nhé. Báo cáo công cụ dụng cụ. Anh chị có thể xem được sổ theo dõi và bảng tính phân bổ của công cụ dụng cụ và chi phí trả trước. Báo cáo tài sản cố định thì anh chị có thể xem được các sổ tài sản cố định và bảng khấu hao tài sản cố định. Với anh chị có sử dụng tính lương trên phần mềm thì xem thêm báo cáo tiền lương. Hay có tham gia tính giá thành trên phần mềm thì có thể xem thêm bên báo cáo giá thành. Báo cáo thuế. Anh chị có thể xem bảng kê mua hàng không có hóa đơn đối với các chứng từ không hóa đơn và các bảng kê thuế mua vào, bán ra theo mẫu quản trị và báo cáo đối chiếu giữa thuế và hạch toán trên sổ cái. Anh chị mở lên xem để tham khảo nhé. Ở báo cáo tổng hợp, anh chị có thể in được các báo cáo sổ sách cuối năm như là sổ cái, nhật ký chung hay báo cáo quản lý lãi lỗ, chi phí của đơn vị nhé. Và ở đây có thể xem được các báo cáo công nợ theo nhân viên. Với mỗi một báo cáo, anh chị có thể kiểm tra đối chiếu số liệu theo từng phân hệ với sổ cái trên nhóm báo cáo đối chiếu. Có các báo cáo như là đối chiếu kho với sổ cái, đối chiếu thuế với sổ cái, đối chiếu công nợ, v.v. Nếu có phát sinh chênh lệch, phần mềm sẽ nêu ra các nguyên nhân dẫn đến chênh lệch. Anh chị kiểm tra lại và thực hiện sửa lại chứng từ cho đúng nhé. Trên phân hệ báo cáo này, em cũng xin lưu ý một số điều sau đây. 1. Nếu đơn vị có nhiều chi nhánh, khi anh chị mở báo cáo, cần chọn đúng chi nhánh cần xem. Kỳ báo cáo. Tích chọn đúng đối tượng xem. Và một số điều kiện khác cần theo dõi để dễ dàng quản lý được số liệu. Nếu muốn coi tổng hợp tất cả chi nhánh thì anh chị tích vào mục bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc. 2. Có thể tùy chỉnh mẫu báo cáo, sửa mẫu hiện tại để hiển thị thêm cột báo cáo có sẵn và di chuyển các cột để tùy biến báo cáo. Ngoài ra, anh chị có thể thêm mẫu mới để tự thêm cột và tự chỉnh theo nhu cầu của đơn vị.
Khi xem các báo cáo đã thêm, anh chị bấm vào tùy chỉnh mẫu báo cáo để chọn các mẫu báo cáo cần xem. 3. Trên báo cáo khi bấm in báo cáo sẽ xuất hiện bảng tùy chỉnh in. Anh chị có thể in và tùy chọn khổ giấy, hiển thị người ký và tùy chỉnh phông, cùng một số thiết lập khác. Nếu anh chị có thay đổi chức danh người ký, anh chị bấm vào biểu tượng bánh răng, các tiện ích và thiết lập, chọn thông tin công ty, kéo xuống phần thông tin chữ ký và sửa trên đây. 4. Trên giao diện báo cáo, anh chị có thể gửi email báo cáo này, xuất khẩu ra Excel để lưu trữ file mềm. 5. Khi xem báo cáo, anh chị có thể lọc điều kiện cho báo cáo. Hoặc nhóm cột cho báo cáo theo từng mức độ nhóm để đơn vị dễ dàng theo dõi số liệu chi tiết hơn theo đối tượng được lọc. Một số báo cáo đặc biệt, đơn vị thường sử dụng nhiều, anh chị có thể bấm lưu báo cáo, nhập tên báo cáo cần lưu để hệ thống lưu lại mẫu và thông số báo cáo cần lưu. Anh chị có thể xem lại trên danh sách báo cáo đã lưu ở giao diện phân hệ báo cáo một cách nhanh chóng. 7. Tại giao diện phân hệ báo cáo, anh chị có thể ẩn hiện báo cáo bằng cách bấm vào biểu tượng con mắt bị che tầm nhìn. Hệ thống sẽ hiển thị các nút gạt, bật hoặc tắt. Anh chị gạt tắt đi những báo cáo mà đơn vị không dùng nhiều để giao diện báo cáo được gọn hơn nhé. 8. Anh chị có thể sử dụng trình in mới trên Amix kế toán để in nhanh chóng hơn, ổn định hơn đối với các báo cáo có dữ liệu lớn. Anh chị bấm vào đây để xem chi tiết, hướng dẫn cài đặt sử dụng. Vừa rồi là tổng quan về các báo cáo trên phần mềm Amix kế toán. Chắc chắn anh chị sẽ dùng rất nhiều để kiểm tra, tổng hợp số liệu trong quá trình nhập liệu và nộp báo cáo. Misa rất mong qua các hướng dẫn trên sẽ giúp anh chị phần nào hiểu rõ hơn về phần mềm Misa. Để xem thêm nhiều video hướng dẫn và chia sẻ về tính năng phần mềm, cũng như xem lại các chương trình đào tạo của Misa, anh chị có thể bấm đăng ký và theo dõi kênh YouTube Misa Amix kế toán, phần mềm kế toán phổ biến nhất. Trên đây, Misa có rất nhiều video và bộ đào tạo chuyên sâu giúp anh chị hiểu rõ và thành thạo phần mềm hơn. Anh chị có thể xem các tài liệu hướng dẫn tại link hacct.misa.vn hay trên phần mềm bấm vào biểu tượng dấu chấm hỏi và chọn hướng dẫn sử dụng. Tại đây sẽ có tài liệu từ cơ bản đến nâng cao của tất cả các tính năng, phân hệ và câu hỏi thường gặp. Anh chị có thể tìm kiếm nhanh chóng tại đây. Tham gia các buổi đào tạo và chia sẻ qua Zoom miễn phí từ Misa và nhiều chuyên gia kế toán khác. Để trao đổi, thảo luận về tính năng và cách sử dụng phần mềm, anh chị chọn và tham gia kênh cộng đồng hỗ trợ miễn phí Amix kế toán hoặc diễn đàn Misa. Cuối cùng, khi cần liên hệ nhân viên hỗ trợ phần mềm, anh chị bấm vào biểu tượng chat trên phần mềm để chat nhanh cho Misa hỗ trợ. Và đây là bài cuối cùng trong bộ video hướng dẫn sử dụng cơ bản Amix kế toán. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Chào anh chị và chúc anh chị thực hiện thành công.